thiết bị điện để bảo quản và chế biến nguồn thực phẩm dự trữ. À, tủ lạnh. Tủ lạnh bảo quản thực phẩm trong khoảng nhiệt độ từ 2 độ C đến 10 độ C. Thiết bị đông lạnh, máy kết đông, giữ đông thực phẩm ở nhiệt độ đến âm 18 độ C hay thấp hơn. Phần lớn những thực phẩm trong tình trạng đông lạnh sau nhiều tháng vẫn có thể sử dụng được. Trong quá trình làm lạnh nhiệt sẽ được hút đi. Quá trình này có thể đạt được thông qua sự bay hơi của một chất lỏng thử nhỏ vài giọt chất lỏng dễ bay hơi lên da, như cồn hay xăng, ta nhận thấy tác dụng làm lạnh xuất hiện. Trong quá trình chuyển sang thể hơi, chất lỏng đã cần đến nhiệt, nhiệt lượng bay hơi từ da của chúng ta. Cũng như thế trong tủ lạnh, chất lỏng với nhiệt độ sôi thấp cũng bị làm bay hơi. Ở đây tương tự như ở máy bơm nhiệt, nhiệt lượng bay hơi từ môi trường xung quanh, buồng lạnh, được hút đi, rồi từ thiết bị hóa lỏng, bình ngưng tụ, lại được thải ra không khí trong phòng khi ta giảm áp suất của chất lỏng thì nhiệt độ sôi của nó cũng giảm. Thí dụ ở nơi có độ cao lớn hơn, nước sôi với nhiệt độ dưới 100 độ C, bởi áp suất không khí ở đó thấp hơn áp suất ở mặt đất. Trong các thiết bị lạnh người ta sử dụng chất làm lạnh như G600, isobutan, với nhiệt độ trong phòng 20 độ C, áp suất khoảng 33 thì nó đã có thể bay hơi. Nếu ta dùng áp suất để nén hơi của chất làm lạnh, nó sẽ hóa lỏng trở lại và trong quá trình bay hơi nó lại thải ra nhiệt đã hấp thụ Quá trình này được minh họa như ở trong hình. Nhiệt lượng này cần được tỏa ra bên ngoài. Vì thế thiết bị hóa lỏng phải đặt nằm bên ngoài buồng lạnh. Ở thiết bị lạnh vận hành bằng máy nén, một động cơ điện dẫn động một máy nén khí như hình. Ta thấy, chất làm lạnh có thể giãn nở trong bộ phận làm bay hơi. Khi áp suất hạ, nó sẽ bay hơi và đồng thời hấp thụ nhiệt lượng ở môi trường xung quanh, buồng lạnh. Bộ nén sẽ hút hơi của chất làm lạnh tỏa ra, ép lại và nén nó trong thiết bị hóa lỏng ở đấy chất làm lạnh sẽ tỏa nhiệt lượng ra môi trường xung quanh để rồi lại hóa lỏng. Thông qua van giảm áp, hình ống minh dẫn dưới đây chất làm lạnh, lạnh thị sẽ được đổ mạch địa thiết bị hơi lạnh và vòng tuần hoàn lái được nè. bắt đầu. Khi bộ điều chỉnh nhiệt độ B1 được bật lên thì B1.1 và B1.2 sẽ được đóng lại. B1 sẽ tắt bật động cơ thông qua B1.3 theo giá trị nhiệt độ giới hạn dưới và trên. Sau khi động cơ khởi động, cuộn dây phụ trợ sẽ bị ngắt bởi K1.